Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tham gia vào một sự kiện airdrop đến từ nền tảng của sàn Bybit. Thì ở cái sự kiện lần này thì nó đang có một cái chiến dịch, đó là miễn phí giao dịch tới 300.000 đô la nhé. Tức là trong vòng 300.000 đô la thì mọi người sẽ không mất cái phí giao dịch cho người dùng mới, và chia sẻ là 100 triệu cái đồng token LUC này. Đó. Rồi, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái sự kiện này nhé. Thì ở cái sự kiện này ấy, thì cơ hội để nhận thưởng 5 USDT với mỗi giới thiệu thành công dành cho bạn. Tức là nếu mỗi một người giới thiệu thành công, xác minh danh tính thành công thì cả người nhận và người mua đều, cả người nhận và người giới thiệu đều nhận được 5 USDT nhé. Và không giới hạn, ngoài ra còn giao dịch miễn phí đó. Rồi, làm thế nào để nhận thưởng? Thì để nhận thưởng được thì bằng cách là bấm vào nút bên dưới, mọi người xem vào đây là bấm vào cái chữ đăng ký sự kiện này này đó, mọi người sẽ chọn đăng ký sự kiện nhé. Tiếp theo thì cái thời gian chiến dịch thì nó sẽ từ 23 giờ ngày hiện tại, tức là trong cái thời điểm làm video này đó, cho đến 23 giờ ngày 30 tháng 9, tức là còn khoảng đâu đó là gần 20 ngày nữa. Thì phần thưởng hàng ngày nó sẽ tính toán vào chủ nhật hàng tuần trong thời gian diễn ra sự kiện. Tất cả người dùng mới đăng ký mới đã hoàn thành KYC xác minh ID theo yêu cầu trước tính toán mỗi tuần sẽ đủ điều kiện nhận thưởng. Tức là trước khi tham gia vào sự kiện này thì mọi người sẽ phải xác minh thành công trên sàn Bitget nhé. Rồi, tiếp theo thì ở đây thì nó sẽ có khoảng là 3 sự kiện. Thì sự kiện đầu tiên đó là tiền thưởng người dùng mới, là khi mọi người đăng ký một tài khoản mọi người sẽ được cộng 5 USD cho một người dùng mới nhé. Và cái điều kiện để nhận được 5 USD này là mọi người sẽ phải là hoàn thành giao dịch giao ngay lần đầu tiên với khối lượng tối thiểu là 50 USDT để nhận tiền thưởng giao dịch trị giá 5 đô. Đó, phần thưởng sẽ được phân phối trên cơ sở ai đến trước phục vụ trước. Tức là mọi người sẽ phải nạp 50 đô vào đây. Nhưng mà theo mình thì mọi người nên nạp 51, 52 đô nhé, bởi vì còn trừ phí nữa. Đó, thì mọi người sẽ đủ điều kiện để nhận 5 USDT. Rồi, sự kiện 2 đó là chia sẻ niềm vui, mời bạn bè và nhận 5 USDT trên mỗi lượt giới thiệu. Thì mời bạn bè đăng ký và hoàn thành KYC này, giao dịch khối lượng tối thiểu 50 đô. Đối với bất kỳ token giao ngay nào, bạn sẽ nhận được 5 đô với mỗi lời mời thành công và không có giới hạn tối đa cho cá nhân nhé. Thì ở cái sự kiện này thì khi mà mời được bạn bè thì cả người được mời và người mời đều nhận được 5 đô nếu như mà đáp ứng đủ các yêu cầu ở đây, đó là KYC thành công này, giao dịch khối lượng tối thiểu 50 đô. Thì giao dịch tối thiểu 50 đô mọi người lưu ý rằng là không phải là giao dịch, tức là trong một lệnh giao dịch mọi người sẽ phải đặt 50 đô một lần. Ví dụ mọi người sẽ phải mua là 50 đô BTC và bán 50 đô BTC đó, tức là một lần nhé, chứ không phải là mọi người có 10 đô mọi người thực hiện 5 lệnh đâu. Ok, một lần là 50 đô nhá, mọi người lưu ý cái này, nếu không thì không nhận được phần thưởng đâu. Rồi, ở cái sự kiện 3 này đó là Fortune Splat, là chia sẻ là 100 triệu cái đồng token LUC này. Đó, thì ở đây nó có nói này, ngay cả khi phần thưởng từ sự kiện 1 và 2 hết, chúng tôi đã chuẩn bị thêm 100 triệu luôn để tiếp đón những nhà đầu tư tham gia trễ. Đó, tất cả người dùng đáp ứng đủ điều kiện có thể cùng nhau chia sẻ ngang bằng giải thưởng. Tức là ở đây tất cả người dùng sẽ chia đều cái giải thưởng là 33 triệu 333 nghìn này nhé, từ tổng cung là 100 triệu LUC được phân phối mỗi tuần. Đó, thì về với các điều khoản điều kiện thì mọi người có thể là đọc thêm ở đây. Tổng giải thưởng này 300.000 đô dựa trên cơ sở ai đến trước phục vụ trước này, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Rồi, ok mọi người, đó là toàn bộ những gì mà cái sự kiện của cái sàn Bitget nó đưa ra, và mình khái quát thông tin cho mọi người để mọi người nắm được và tham gia vào cái sự kiện này nhé. Thì với những ai có thời gian thì mọi người có thể nghiên cứu kỹ hơn. Đó. Rồi. Ở đây thì
thì mọi người muốn nạp vào đây thì mọi người bấm vào cái mục tài sản này, sau đó thì mọi người sẽ chọn nạp cho mình. Thì ở đây mọi người ví dụ nạp BTC, USDT, ETH hoặc cái gì đấy tùy mọi người nhé. Ví dụ như nạp USDT chẳng hạn, thì mọi ở đây thì nó sẽ có các mạng để mọi người nạp. Nhưng mà thông thường thì mọi người nên chọn mạng là TLC20 này, BEP20 này, mạng Sol này. Thì đây là những cái mạng phí nó rất là rẻ, mọi người có thể chuyển từ các sàn khác, ví dụ như sàn Binance sang đây. Đó, và cái thời gian nhận cũng rất là nhanh thôi. Và sau khi đáp ứng đủ điều kiện KYC và nạp 50 đô, thực hiện trade một lệnh tối thiểu 50 đô, mọi người sẽ đủ điều kiện để nhận 5 đô la tiền giao dịch giao ngay nhé. Rồi, ok mọi người, như vậy là mình đã hướng dẫn cho mọi người cái cách tham gia vào cái sự kiện là miễn phí giao dịch 300.000 đô la. Rồi ăn chia cái giải thưởng là 100 triệu token LUC. Ok, rồi. Và mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. À, mọi người cũng đừng quên là đường link đăng ký tài khoản sàn Bitget cũng như video hướng dẫn đăng ký và xác minh KYC mình có để dưới phần mô tả nhé. Mọi người ủng hộ mình thì đăng ký cho mình một like, một subscribe. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.